Chào các bạn, chào cả lớp nha. Hôm nay chúng ta sẽ học bước thư thứ 10. Thì với bước thư thứ 10 này các bạn cố gắng hoàn thành và gửi lại bài cho mình chấm và sửa sớm. Với bước thư thứ 10 này thì mình đánh giá là một trong những cái bước thư mà cũng rất là hay và ý nghĩa. Cái phần nội dung này không quá dài cũng không quá ngắn, nó tầm trung khoảng 4 đến 5 dòng. Chúng ta có thể đọc qua một chút về cái bước thư thứ 10 này. Tuổi trẻ chính là lúc nếm trải cực khổ, cũng chính là lúc chúng ta cần phải nỗ lực hết mình. Bạn nhất định phải tin rằng đằng sau những nỗ lực kia cần có thêm những sự tán thưởng. Cuộc sống của ngày hôm nay là do 3 năm trước quyết định. Nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống một cuộc sống của 3 năm trước thì bạn của 3 năm sau vẫn cứ như thế mà thôi. Như vậy là chúng ta thấy là với tuổi trẻ chúng ta nên chọn cố gắng, gian khổ và những sự nỗ lực để vươn lên. Nếu như mà các bạn bây giờ không vươn lên, không phát triển thì 3 năm sau các bạn vẫn dậm chân tại chỗ như hiện tại các bạn đang suy nghĩ. Như vậy là các bạn thấy được là với cái bức thư thứ 10 này nó đánh vào cái tâm lý của tuổi trẻ và chúng ta cần phải nỗ lực. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào để viết cái bức thư thứ 10 này. Chúng ta bắt đầu nha. Các bạn nhìn vào đây, chúng ta sẽ cùng học bức thư thứ 10 này. Đấy, viết lần lượt mỗi một chữ Hán, viết gọn trong một ô. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái câu đó là niên. Đấy, niên khinh. Liên khinh này nó có ý nghĩa là tuổi trẻ, những cái năm tháng mà thanh xuân. Phẩy ngắn, giữa phẩy ngắn viết một nét ngang. Sau đó phía bên dưới đuôi của nét phẩy ngắn viết một nét ngang, sổ ngang dài. Và cuối cùng là một nét sổ kim thẳng từ trên xuống. Tiếp theo tới chữ khinh thì chúng ta biết nó bao gồm như thế này. Khinh này có ý nghĩa là nhẹ. Có bộ sa phía tay trái. Đây là mình đang viết giản thể các bạn nhé. Bộ công. Bộ công phía bên dưới. Tiếp tục chữ tiếp theo. Chính thị, trong sự. Chính thị, chúng ta viết cái chữ chính được viết như sau, ngang ngắn này. Sổ, giữa sổ viết một nét ngang, bên này có một nét sổ và cuối cùng một nét ngang dài. Chữ thị các bạn chú ý cho mình là chúng ta sẽ viết thành bộ viết như thế này nhưng mà nhớ là thu đáy về. Thu đáy về các bạn nhé. Cái đoạn phẩy ngắn này chúng ta viết chạm với nét ngang và đầu của nét phẩy 1/3 này chúng ta kéo một nét mác. Đấy nha, tiếp theo các bạn viết cho mình cái chữ khổ có một nét ngang này. Sổ phẩy. Tiếp tục một nét ngang dài phía bên dưới này. Bộ khẩu này viết theo kiểu hình dáng là hình chữ nhật các bạn nha. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ viết là chữ đích. Đây. Đấy, đích như thế này. Rồi, sau đó là sở hâu đúng không ạ? Sở hâu nó có ý nghĩa là lúc. Đấy. Đây là mình viết giản thể các bạn nhé. Chúng ta biết một nét sổ ngắn, một nét ngang gập như thế này, ngang dài, phẩy bộ thỉ phía bên dưới. Rồi, chúng ta đánh một dấu phẩy vào đây. Đấy, tiếp theo chúng ta viết này, chữ chính này. Sổ thẳng lên xuống dưới, chữ thị. Tiếp tục là viết bộ viết, thu đáy về. Phẩy đây, chạm vào cái nét ngang này kéo. Đấy, kéo nhẹ đi xuống phía dưới. Như thế này là các bạn viết là nó sẽ không bị sợ bị chạm. Hay là nó viết ra khỏi ô. Tiếp theo chúng ta viết chữ pha. Phát ấy. Đấy. Nhớ đánh thêm nét chấm vào nhé, đừng viết thiếu nét chấm nhé. Chúng ta viết chữ phấn, nó bao gồm nó có một bộ đại. Mở rộng đáy ra một chút, phía bên dưới là bộ điền, thu đáy về. Đấy, xong bắt đầu chúng ta viết cái chữ nỗ lực. Đây, bộ nữ đây.
Cô lực phía bên dưới, bên này chúng ta viết chữ lực cũng được viết to hơn một chút. Ta viết viết tiếp tục là chữ đích này. Đấy. Tiếp tục này các bạn viết cho mình cái chữ vẫn tiếp tục là cái chữ sở khâu, nó có nghĩa là đúc các bạn nhé, thời hậu. Bộ nhật này. Nhật anh nhớ để đội chân tủ ra nha. Thốn này. Đấy. Tiếp theo phía bên tay phải chúng ta viết một bộ nhân. Sổ ngắn ngang gập. Ngang. Phẩy ngắn ngang ngang. Bộ thủy. Đấy, thì ngang phía bên trong viết dài hơn một chút. Được rồi. Tiếp theo chúng ta đánh một số chấm vào đây. Sau bắt đầu là nhĩ. Nhất định, tức là bạn ấy. Nhĩ này, Hán Việt này nó có ý nghĩa là đại từ nhân xưng. Tiếp theo chúng ta sẽ biết đó là chữ phía bên tay phải này. Sổ móc nhẹ xuống bên dưới. Các bạn viết to ra hơn một chút nha. Chữ nhất này có một nét ngang này. Đấy, chúng ta viết một nét chấm ở đây. Bộ miên này chúng các bạn viết nó vừa vừa thôi, đừng viết to quá. Bên dưới phẩy và mác vươn dài như thế này. Chữ định nha. Nhất định, yêu này. Bộ á phía bên trên viết vừa phải, mở rộng đáy. Nữ phía bên dưới kéo nét ngang dài vào. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ viết là chữ tương tín, có nghĩa là tương, gọi là tin tưởng ấy. Đây, 1, 2. Bộ mộc này và bộ mục này. Chữ tín các bạn viết một bộ nhân. Giữa cái phẩy này viết cho mình nét sổ, chấm một nét ngang dài. Bộ khẩu phía bên dưới được viết theo kiểu hình chữ nhật nhỏ như thế này. Chúng ta viết cái chữ mỗi các bạn nha. Các bạn nhìn này, phẩy ngắn này, giữa phẩy ngắn viết một nét ngang gập thôi, móc về. Chấm một nét ngang dài, một nét chấm tiếp. Chữ mỗi nại nhất này, cá này, mấy cửa có ý nghĩa nào? Có nó cái câu này nó có ý nghĩa là sau những cái nỗ lực ấy, đằng sau những cái nỗ lực của mình ấy, thì mình cần phải có được những cái lời khen, những cái lời tán thưởng. Tiếp theo chúng ta sẽ biết đó là chữ phát phấn. Đấy, pha phấn nó có ý nghĩa là còn cố gắng lên. Đấy. Đây chúng ta viết cái chữ phát được viết như thế này. Đây là viết theo kiểu giản thể các bạn nhé. Đấy, xong này lại nạp lại bộ đại. Bộ đại nhớ phải mở rộng đáy ra để nhét cái bộ điền phía bên trong này. Bộ điền phía bên dưới chúng ta viết nó sẽ hơi có gọn móc nhẹ một chút như này các bạn nhé. Nỗ lực. Như vậy là nỗ lực là những cái chữ Hán mà nó lặp đi lặp lại trong cái bài văn này. Từ lại ra chúng ta đã biết là nó lặp đi hai lần rồi. Đấy, chúng ta viết thêm cái chữ lực vào đây nhé. Lực viết to ra một chút nào. Chữ đích này. Chúng ta sẽ viết cái từ gọi là bối hậu. Bối hậu có ý nghĩa là sau lưng nhé các bạn nhé, đằng sau các bạn nhé. Đây nó có hình thái như thế này. Bộ nhục. Bộ nhục phải được viết khá là giống với bộ nguyệt. Đấy, phía bên dưới. Tiếp theo chúng ta viết cái chữ hậu có nét phải nằm này. Số phải ngang khẩu xuống phía bên dưới. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ viết đây, đánh một dấu phẩy ở đây. Chúng ta viết chữ tất, nó có hình thái như thế này, một nét chấm trái này, được viết giống như là chữ tâm ấy. Đấy. Nhưng mà cứ biết là lượt như thế này là được rồi. Sau đó chúng ta viết chữ hữu có nét ngang dài này. Ngang dài sao các bạn thấy là giữa nét ngang dài viết một nét phẩy. Đấy.
bộ nguyệt phía bên dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ biết chữ gia, thêm, gia tăng, có bộ lực, thêm sức lực và thêm miệng ăn này, bộ khẩu này. Thực ra thì không phải là thêm miệng ăn ở đây, đó là thêm người, thêm sức các bạn nhé. Bộ khẩu này nó cũng sẽ nói về người nữa, đại diện cho người. Sau đó thì chúng ta sẽ biết thêm chữ bồi, có hình thái như thế này, phẩy, bộ nhân này, lập này, khẩu. Đấy. Sau đó chúng ta viết chữ hán này, có một cái bộ tường phía bên tay trái. Tiếp theo các bạn viết đó là bộ tịch phía bên tay phải, đại phía bên dưới. Đây là thiên bằng đảng, có bộ bồi phía bên dưới này. Bộ bồi các bạn nha, chú ý cho mình nha. Tiếp theo chúng ta viết chữ kim thiên. Kim thiên tức là nó chỉ về hôm nay, hiện tại. Thiên này nghĩa là trời, và đây nó cũng sẽ chỉ về ngày, ngày nữa các bạn nhé. Đấy. Chữ đích này, các bạn nhớ viết cái bộ bạch này viết nhỏ hơn so với bộ bao phía bên tay phải nhé. Chữ hán này mình có dặn đi dặn lại các bạn rồi, nó là một trong những chữ hán mà chúng ta viết là không không được phép sai ở đây. Đấy, không được phép viết lỗi ở đây, bắt buộc phải viết đúng. Phẩy ngắn này, ngang ngang, hai nét ngang ngắn bằng nhau, chữ sinh. À, chữ sinh các bạn nhé. Rồi tiếp tục là chữ hoạt này, phẩy nằm này, ngang dài này, sổ này, bộ khẩu này. Đấy, bộ khẩu viết theo kiểu hình dáng chữ nhật như thế này. Tiếp theo chúng ta lại viết cái chữ thị nha. Các bạn nhớ viết cái bộ viết này thu đáy về cho mình nha. Đấy. Tiếp chúng ta viết chữ do này. Do nó có nghĩa là nguyên do, nguyên nhân. Từ đấy, từ một cái gì đó thì các bạn viết nó dạng giống như ở bộ điền như thế này, nhưng các bạn viết là cái có cái nét sổ dài lên trên kéo xuống dưới nhá. Chữ tam có hai nét ngang ngắn và một nét ngang dài. Chữ liên đây, đấy, sổ thẳng từ trên xuống dưới, sổ dài thẳng từ trên xuống dưới các bạn nhé. Chữ tiền này, ý nói là 3 năm trước. Ba năm trước các bạn nhé. Đấy, quyết định. Định đây, chấm đây, biên đây. Kéo sang phía bên tay phải này. Quyết định này, quyết định đích này. Để cho các bạn nhìn nhé này. Đấy. Bây giờ chúng ta viết đánh một dấu phẩy đây này. Phẩy đây. Các bạn viết cho mình thêm. Tiếp theo chúng ta viết cái chữ đãn này, nó có bộ nhân này. Ngang, ngang, ngang dài như thế này. Lại chữ thị tiếp. Thị này mình viết bộ viết thu đáy về cho mình nhá. Đấy, thu đáy về với gọi trong một ô thôi. Như quả, xú quả. Viết cái bộ nữ như thế này, có bộ khẩu này. Đấy, xong bắt đầu chúng ta viết cái chữ quả. Quả này thì các bạn đều viết cái bộ điền này nhá. Điền này xong mà kéo sổ thẳng từ trên xuống, nối liền với bộ mộc phía bên dưới. Tiếp theo chữ nhĩ này, nhĩ, đấy, nhĩ chim kim thiên đúng không ạ? Đấy. Đây, thì bây giờ mình đọc toàn Hán Việt thôi. Tiếng Trung thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ đọc cho các bạn.
Chin Thiên là cái là hôm nay. Thực ra thì đây là những cái chữ Hán mà chúng ta thấy là nạp lên nạp xuống, nạp đi nạp lại. Đấy, cho nên các bạn cố gắng là phải viết đúng và đừng viết nó bị thiếu nét các bạn nhé. Bộ quay xước này. Chúng ta biết cái chữ quá nào, qua quá này. Có bộ thốn này. Bộ quay xước này, kéo vào này. Đấy, xong bắt đầu là tự ý. Bộ mục phía bên dưới. Bộ mục này có, nếu như viết vị trí phía bên dưới chúng ta sẽ hơi gọn móc nhẹ lên trên một chút các bạn nhé. Ngang này viết dài ra hơn một chút. Rồi. Chữ hòa. Các bạn nhớ đọc qua một chút về cái phần nội dung của cái bức thư này nhé. Bức thư thứ 10 rất là hay. Tiếp theo chúng ta sẽ viết đó là chữ tam đúng không ạ? Tiếp tục viết chữ tam. Hai nét ngang ngắn, nét ngang dài các bạn nhé. Đấy là chữ liên tiếp. Sổ ngang, ngang hơn một chút, ngang dài như này, kéo sổ thẳng từ trên xuống. Đấy, chữ tiền, chúng ta viết chữ tiền như sau. Móc nhẹ lên này, một nét ngang này. Chữ dáng được viết như thế này, nó có bộ mọc nhé. Sổ nhé, phẩy chấm nhé, chấm phẩy ngang, ngang ngang thế này, kéo nhé, sổ thẳng ở trên xuống. Đấy, sổ thẳng trên xuống dưới các bạn nhé. Chữ đích chúng ta tiếp tục viết tiếp. Đây, cho mình một dấu phẩy vào đây. Tiếp theo, chúng ta viết cái chữ tam m. Bộ ấp này. À, chữ mơ này thì là viết một nét chấm dài. Lại chữ tam tiếp. Lại chữ niên tiếp. Như vậy là tất cả những cái chữ Hán hôm nay chúng ta học đều lặp đi lặp lại khá là nhiều chữ Hậu này. 3 năm sau. Đấy, 3 năm sau thì các bạn sẽ viết như nào? Đây, chúng ta viết đi. 3 năm sau chữ đích tiếp. Đấy, của 3 năm sau nhá. Bộ bạch nhá, này. Bao này. Nhĩ này. Đấy, nhĩ này. Bộ nhân ngang gập 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 móc như thế này, các bạn đánh cho mình nhất phải dài xuống. Bộ tường chấm hắt nhẹ như thế này. Tiếp theo chúng ta viết bộ tịch thốn. Chữ như có bộ nữ khẩu. Chữ này là chữ thử các bạn nhé, nghĩa là ở, vẫn ở chỗ cũ, chỗ đây này các bạn nhé. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bức thư thứ 10. Thế thì bây giờ thì mình sẽ viết cho các bạn cái phần ấy làm tả cấp tự kỳ, tức là viết cái tiêu đề của cái bức thư thứ 10 này các bạn quan sát. Đấy. X写 cái thư chỉ. Đấy, sứ phong xin đúng không? Bức thư thứ 10. Chúng ta sẽ viết cái chữ cấp này. Có bộ khẩu viết theo hình dáng hình chữ nhật như thế này. Đấy, tả cấp tự kỷ viết chữ tự vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái chữ đích. Đấy, đích này các bạn nhé, đệ này.
thập bội trúc này. Phẩy đánh nhẹ. 10 thì chúng ta ghi số 1. 0 vào đây. Đấy, phong tín nghĩa là bức thư. Đây, phong tín đây. Các bạn nhìn này, phong tín quan sát này. Có bộ nhân nhá, bộ ngôn phía bên tay phải. Rồi, như vậy là còn thừa một dòng để các bạn có thể ký tên ở đây. Như vậy mình đã hoàn thành xong bức thư thứ 10. Thì với bức thư thứ 10 này cũng rất là hay và ý nghĩa. Về nhà cả lớp sẽ viết lại cho mình cái bức thư thứ 10 này nhé. Chúng ta cùng quan sát một chút này. Bức thư thứ 10 này. Tuổi trẻ chính là lúc nếm trải cực khổ. Đấy, cũng chính là lúc mà chúng ta cần phải nỗ lực hết mình. Ở đây, các bạn về nhà hoàn thành cho mình bức thư thứ 10 này và cố gắng nỗ lực hết mình. Trình bày làm sao mà gọn trong một cái trang giấy và ở giữa. Đấy, khoảng cách đồng đều nhau, tiêu đề rõ.